Chuyên đề 10, phương pháp để áp dụng kiến trúc cho Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, Kiến trúc sư Trần Khánh Trung, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu diễn giả của chương trình hội thảo hôm nay, Thạc sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Phước Thiện, nguyên giảng viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia viên ở Việt Nam, tư vấn và thành viên ở Hoa Kỳ. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Kiến trúc sư Trần Chí Thông, nguyên giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, chuyên gia viên Thu Đại. Để mở đầu cho chương trình, xin mời Kiến trúc sư Trần Khánh Trung, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh lên phát biểu khai mạc chương trình hội thảo. Kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong cái chương trình hội thảo CV của Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm thì chúng tôi đều cố gắng có về liên quan tới BIM. Thì trước đây là chúng tôi đã có hai cái hội thảo về chủ yếu là tập trung vào kỹ thuật mềm Revit. Thì đến lần này chúng ta nâng cái cấp cao hơn, chúng ta đi vào chủ đề BIM là một cái phần mà nó rất là khá quan trọng, mà ở các cái nước tiên tiến người ta đã áp dụng rất nhiều. Ví dụ như ở bên London thì hiện nay là tất cả các tòa nhà từ cũ đến mới đều đang được chính phủ cập nhật các cái dữ liệu vào để xây dựng thành một cái hệ thống quản lý toàn bộ các tòa nhà của thủ đô nước Anh bằng BIM hết. Và như vậy thì họ cái đó họ mang lại hiệu quả rất là cao. Còn Việt Nam chúng ta thì thực sự đến giờ phút này chúng ta vẫn còn đang rất là lúng túng, còn đang khó khăn, chưa biết là đi như thế nào, và chính phủ thì cũng hô hào thế này cũng ra quy định thế kia. Tôi nhớ là có trước khi dịch đó là có cái quy định là đến năm 2023 là hồ sơ giấy phép xây dựng là phải vẽ một cái BIM chẳng hạn. Rồi mới gần đây như cái Vịnh 385 là sẽ áp dụng BIM cho các cái công trình mà xin phép xây dựng vào 2025. Nhưng mà tôi nhớ lúc đó là thầy hiện đây đã tuyên bố là chính phủ mà đạt được cái đó thì tôi đi bằng đầu. Và thực tế là cái tiêu đoán của thầy hiện đây rất chính xác, tức là chúng ta hô hào thôi chứ còn đi thế nào không biết đường đi. Thì hôm nay chúng ta được tìm thầy hiện chia sẻ cho chúng ta nhiều cái vấn đề liên quan tới BIM và cái thực trạng ở Việt Nam như thế nào, và chúng ta nên như thế nào để tương lai chúng ta có thể áp dụng được cái BIM vào cái điều kiện ở Việt Nam. Xin nhường lại cho các khán giả. Chào các bạn ha. Tôi xin nhắc đến một điều nha. Tôi là giáo viên thỉnh giảng của Đại học Kiến trúc, chứ không phải viên biên chế. Tôi không phải là biên chế, tôi là thỉnh giảng. Và hôm nay tôi rất là vui khi có những người lâu rồi không gặp tôi vẫn nhớ tôi. Đặc biệt có một số học trò cũ, tôi rất là cảm ơn điều đấy. Ngoài trừ một số bạn bè, những lúc mà tôi mới ra trường, lúc khởi đầu cái học viên thì đã có mặt vào hình ảnh rồi. Tôi rất là vui. Và đặc biệt có một số người gần đây thường xuyên tiếp xúc với tôi để làm BIM, thì hôm nay họ cũng có mặt. Và hy vọng hôm nay họ sẽ thấy được những cái gì mới so với tôi nói cách đây 3 tháng. Là hôm nay là mới so với cách đây 3 tháng về dùng BIM. Các bạn xe rời biết có không? Ở đây có xe rời biết ở đây. Mình cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Đúng không? Nhưng nếu quý vị xài rồi viết để báo ra hồ sơ đó, thì không khác gì mua cái đáp tốt để đọc đến. Cái câu này là câu đầu tiên tôi học về BIM. Cách đây tôi nghĩ không dưới 15 năm. Nhưng mà câu này nó ấn tượng tôi kinh khủng từ đó đến giờ. Lúc đó không ai nói gì, ông này ông nói chơi thôi. Nhưng bây giờ sự thật nó là đúng cái câu này. Đúng là câu này. Và các bạn thấy khi đến cái câu này thì đến giờ này mới thấy cái ông này ông có một cái tầm nhìn rất kinh khủng. Rất kinh khủng, không ai ngờ cả. Thì hôm nay có rất là nhiều người thì tôi hy vọng. Cái vấn đề mà anh Trung anh nói là trước đây 5 năm, 10 năm, 7, 8 năm nữa nói rồi, khi cái đình 2500 ra thì có hai người mời tôi nói chuyện về cái đình 2500. Là gì? Là áp dụng BIM cho Việt Nam. Thì tôi có nói với câu anh Trung vừa rồi á. Sau đó có một người hiện giờ là giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là anh Quân, anh có nhờ tôi tới nói chuyện với quận tư, lúc đó anh là chủ tịch quận tư, nói chuyện BIM. Tôi nói mày đừng có lo về quân đoàn em tôi, mà mày đừng có lo, nó làm được nó cùi á. Và bây giờ là như vậy thật. Và đến bây giờ nha, lát nữa tôi chứng minh cho quý vị thấy, chúng ta vẫn tiếp tục cái này và mất thêm 5 năm nữa để không biết thay đổi. Cái điều tôi khẳng định cho quý vị thế này, những thông tin tôi đưa ra cho quý vị
từ một người vừa làm nghiên cứu vừa là đã là thầy giáo. Thì cái ai mà tôi nói cái này mà quý vị nói là sai, ai nói là cái thông tin của thầy Thiện đó là sai, chứ quý vị đừng có cãi, đừng có tranh luận. Mời họ tới gặp tôi nói chuyện. Tôi nói không có sai đâu. Đó điều tôi khẳng định quý vị để quý vị yên tâm nhé. Quý vị thấy điều rất khác biệt mà quý vị không ngờ đến luôn. Thì cái mục đích buổi nói chuyện hôm nay của tôi để làm cái gì? Thì cái mà anh Thông anh đăng tôi hồi nãy ấy, là cách đây 3 tuần. Lúc đó tôi mới nhận lời của Hội Kiến trúc sư. Lúc đó tôi không ở Sài Gòn. Nói tôi nói chuyên đề này. Tôi có mục đích theo cái yêu cầu của Hội Kiến trúc sư. Nhưng trong quá trình tôi làm cái bài presentation này á, thì tôi đã thay đổi một tí. Tôi đã thay đổi một tí. Đây. Cái mục đích mà tôi nói được để làm cái gì. Và muốn đạt mục đích đó thì tôi phải đi khai phá những mục tiêu gì. Nếu tôi làm việc cụ thể gì để có thể hiểu mục đích của tôi được. Thì cái mục đích của cái này á là tôi cung cấp cho quý vị cái thông tin để có hiểu im chính xác của ngày hôm nay. Nha. Của cái thời điểm quý vị ngồi ở đây nè. Chẳng phải ngày hôm qua. Mà lát nữa tôi phân tích để quý vị thấy nó khác nhau cái gì. Và tôi góp ý quý vị nên bắt đầu đi học im thế nào. Tại nếu chúng ta trễ ngày nào thì chúng ta chết ngày đó. Tôi nói thật. Tôi nói thật. Hiện giờ thì tôi không hoạt động ở Việt Nam. Mà tôi đi hoạt động những nước khá là tiên tiến như quý vị cũng biết. Thì tôi thấy cái tốc độ đi tôi kinh khiếp luôn. Và cái lời lọc họ lấy lại được quá kinh khủng. Mà cái tương lai của họ về cái này mới kinh khủng. Hồi nãy nhấn Trung anh nói. Tại sao những tòa nhà cũ rồi ở bên London, ở bên UK người ta vẫn phải làm đi. Anh nói một câu bình thường thôi. Nhưng đối với tôi một câu rất là giá trị để hiểu rõ đi. Vậy để đạt được cái mục đích này á, thì tôi có những cái nội dung tôi muốn nói với quý vị như sau. Tôi phân biệt cho quý vị nghe BIM xưa và BIM nay là như thế nào. Các bạn hồi nãy đưa tay lên rồi đưa tay lên á, thì 99% các bạn đang làm cái BIM gọi là BIM xưa. Đang làm cái gọi là BIM xưa. Nghe. Nếu mà tôi nói nó hiện nói về triết học là BIM cũ. Còn bây giờ tôi phải áp dụng BIM mới. Rồi nói về triết á, thì cái mới là cái gì nó tiên một cái cũ đúng không? Nhưng tôi không mà làm rối trí chuyện đó. Tôi chỉ nói về cái từ ngữ đó. Xưa và nay cho nó dễ hiểu. Cái nội dung thứ hai tôi muốn nói quý vị là những khác biệt của BIM nay như thế nào so với BIM xưa. Khi tôi nói thì các bạn hay chụp hình. Đúng không? Tôi có nói là sau khi tôi nói này thì những cái record này sẽ được thổi phân phát lại cho quý vị và kèm theo cái PDF của cái bài này. Cho nên quý vị khỏi mất công chụp hình, khỏi mất công. Cần thì ghi lại slide nào mình thấy quan trọng mình ghi lại thôi. Để khi mình có cái PDF quý vị tham khảo. Nhưng mà qua những cái phần sau á thì bắt đầu tôi dẫn quý vị đi, tôi chứng minh quý vị rằng chúng ta đi phải đường như thế này, đúng không? Những đường nó dài và chúng ta nên bắt đầu như thế nào, phương pháp nào để quý vị bắt đầu khởi hành đi trong đường BIM này đi. Và cuối cùng có một số đề nghị của tôi, đề nghị này từ vị mô cho đến vị mô, từ góp ý với nhà nước, góp ý bộ xây dựng, góp ý với từng công ty, góp ý với từng cá nhân của các bạn để các bạn bắt đầu khởi hành. Và cái này tôi tổng hợp không dưới 100 cái điều mà tôi biết được về BIM ở một nước khác. Và tôi chọn lọc ra, tôi đề nghị Việt Nam nên làm như vậy. Nha. Thì đó là cái này. Thì chúng ta có khoảng 2 tiếng rưỡi là để trình bày cái nội dung này. Tôi với anh Thông sẽ thay nhau trình bày. Tôi già rồi, tôi trình bày một lúc cũng hết nổi rồi. Đúng không? Tôi có chuyện tôi ngại xuống là tôi vì chịu trách nhiệm ấy. Thì có lúc tôi sẽ nghỉ để anh Thông trình bày giúp tôi. Nhưng đồng thời, chúng ta có mấy phút giải lao và chúng ta có nửa giờ để thắc mắc. Như vậy có khoảng chừng 5 rưỡi là chúng ta chấm dứt. Nhưng nếu quý vị muốn và ban tổ chức cho phép 8 giờ 9 giờ tôi vẫn sẵn sàng hầu tiếp quý vị. Đồng ý chưa? Ok, nghĩa là ta không có cái giới hạn về thời gian. Bây giờ tôi đi vào cái đầu tiên. Đấy là yêu cầu Hội Kiến trúc sư đặt ra cho tôi. Về mặt nguyên tắc tôi áp dụng BIM trong quy làm việc của Hội Kiến trúc sư. Hội Kiến trúc sư muốn tôi nói chuyện gì? Hội Kiến trúc sư mới đưa ra một cái 3 phần. Thứ nhất là tổng quan về BIM và yêu cầu tôi nói ngắn gọn thôi. Thứ hai là khó khăn để phát triển tại Việt Nam nên tập trung vào nội dung này, tức là nói dài đó. Và cái thứ ba là các giải pháp vi mô, vĩ mô để phát triển BIM tại Việt Nam. Thì đương nhiên về mặt BIM nhé, theo công tác làm việc của BIM, Hội Kiến trúc sư là khách hàng của tôi, các bạn là khách hàng của tôi đúng không? Tụi tôi phải tuân theo quý vị cái này.
Tôi nghe các vị tôi nói như thế này. Nhưng khi tôi ngồi tôi viết ra thì tôi thấy có vấn đề về cái nhóm câu hỏi này. Nên tôi sẽ nói một cách khác đi một tí. Nhưng nó sẽ giúp quý vị nhìn vấn đề một cách tổng quan hơn. Đây, thứ nhất, yêu cầu. Câu hỏi thứ nhất, các ưu điểm của viết software và người software khác như AutoCAD, như Zoom, như 3D Max. Thì tôi chỉ nói là thôi, khi làm BIM thì Revit, AutoCAD có ưu thế tuyệt đối so với mềm khác. Ưu thế tuyệt đối so với mềm khác. Tôi làm BIM đó nha. Các bạn đòi BIM nó có mà cái thể hiện rất là long lanh như 3D Max thì thua. Nó không làm chuyện đó, tại đó là mục đích của Revit hoặc AutoCAD. Nha. Đừng có hy vọng chuyện đó, không có đâu. Đúng không? Không khác gì các bạn đi một cô nó vừa đẹp, vừa hoa hậu, vừa còn nhà giàu. Không có, đi không ra đâu. Nha. Thứ hai, câu hỏi thứ ba là BIM 3D kích thước. Thì mình biết nó có mấy cái khái niệm mà lâu rồi. Là BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D đúng không? Hôm nay tôi giới thiệu quý vị 7D. 7D. Ở đây chắc chắn một số người nói, ủa mà thì thiện tưởng gì đúng không? Em nghe chuyện là BIM 10D cách đây mấy chục năm, mười mấy năm, BIM 10D mới kinh. Đúng không? Có nghe không? Đúng không? Thì quý vị cứ tin tưởng rằng đi, những thằng này là những thằng láo toét và ngu dốt, không giải thích được, không hiểu được cái gì là BIM 6D cả. Nhưng hôm nay tôi dự cái 7D và một lý luận rất là vững để quý vị hiểu. BIM 7D bây giờ mới là mon men đi theo BIM 7D, mon men thôi nha. Thấy được mà đi thôi, chứ chưa làm được đâu. Không chưa làm được đâu. Ngang 6D là mừng húm rồi nha. Và quan trọng là gì? Cái BIM 6D tôi gọi là BIM xưa, và BIM 7D tôi gọi là BIM này. Đó là phân biệt đầu tiên quý vị, rất là BIM xưa và BIM này. Nha. Cái tiêu chuẩn thế nào để lát tôi sẽ nói tiếp tục trong những slide sau. Nhưng bây giờ quý vị nghe tôi nói về BIM xưa và BIM này. BIM xưa có cái hay gì, BIM này có cái hay gì, để quý vị tự định hướng mình đi trong những ngày sắp tới. Trước hết tôi nói cái BIM đối với Việt Nam và của châu Âu, Liên Âu á. Thì trước khi tôi nói cái này, cái đầu tiên tôi so sánh trước này, bạn phải nhớ cái chuyện này trong dự cảnh này. Các nước Liên Âu hoặc là Anh hoặc là Mỹ không có bộ xây dựng. Việt Nam tất cả là do bộ xây dựng làm. Chú ý cái điểm đó nhé. Thì nó cực kỳ kinh khủng nhé. Và chính cái này làm chậm cái bước tiếp đi. Vậy thì họ thuộc đâu? Thì họ thuộc gọi là văn phòng nội các của chính phủ. Quý vị ba mà chuyên làm BIM này nè, họ trực thuộc ăn lương và điều hành của nội các chính phủ, văn phòng nội các. Không có bộ xây dựng các nước đâu. Nghe, nghe cho kỹ, cái khối cảnh quan trọng lắm. Thì bạn thấy, tôi điểm qua những cái quyết định mà liên quan đến BIM. Từ ngày chúng ta nói chuyện BIM đến bây giờ, về mặt pháp lý của nhà nước, chúng ta có những cái này. Ghi ra hết. Tôi ghi ra quý vị. Và gần đây nhất là cái 258 quyết định từ 2023 tất cả công trình cấp 1 phải làm BIM. Đến 2025 công trình cấp 2 làm BIM. Đúng không? Và một lần nữa tôi khẳng định với quý vị, lát nữa tôi nói nha. Tất cả thì tôi chứng minh quý vị thấy rất rõ ngay trên văn bản nhà nước, không thể làm được. Trong lúc đó cũng vào tháng 3 này, tháng 3 năm này á, thì cái BIM của châu Âu làm việc gì? Thì để hiểu cho nó là gì, thì đây tôi có hai cái văn bản mà nó không liên quan gì đến BIM, tưởng rằng không liên quan đến BIM. Đó là nghị định 1004 về chuyển đổi số của ngành xây dựng, và sau đó chỉ thị này đẩy mạnh chuyển đổi ngành xây dựng. Tôi nhấn mạnh hai cái này. Tại sao? Quý vị không thấy được cái quan trọng của này nếu quý vị không xem xét của nó trên bình diện thế giới, và quý vị không có điều kiện thì tôi mới mãi mùi tôi đưa ra đây. Cái này có gì chú ý? Có gì chú ý? Thì khi tôi viết cái này ra thì tôi theo nguyên tắc của tôi.
Tôi viết chữ rất là nhiều so với những bài giảng khác về kiến trúc của tôi. Tôi viết chữ tài, tôi muốn bạn có một cái tài liệu hiểu rõ cái nội dung của nó cũng như xuất xứ của nó. Cái mà video tôi gửi cho các bạn, tôi qua những bộ tài liệu học tập của CV đi. Tôi học môn nào phải có cái tài liệu cả. Thì bạn thấy ở đây này, tôi cần chú ý này. Thứ nhất, để cập nhật chiến lược cái hoạt động của mình, thì cách đây 7 năm rồi, nó có BIM như mình, có cái BIM như bản chỉ đạo BIM của mình bây giờ, có rồi. Nhưng bây giờ họ phải reposting lại là gì? Cập nhật lại chiến lược cái hành động của mình. Cách đây 7 năm rồi nhé, họ có rồi, họ tự họ giải tán được rồi. Nhưng không, trước tình hình thế nào họ phải làm lại cái này. Tại họ nói rằng bối cảnh xây dựng cái trục xoay châu Âu rất khác khi thằng nó được cách đây 7 năm trước. Giờ khác rồi, khác rồi. Bạn thấy rất thời trang không? Đúng không? Đây, hôm nay là mặc đề Adidas đúng không? Nhưng bây giờ là mặc đồ Hàn Quốc đúng mốt đúng không? Phải mặc lại. Thì bây giờ ta thấy khác hẳn rồi. Tại sao vậy? Và vì có nhiều tiêu chuẩn liên quan đã thay đổi và xuất hiện. Mà trong đó đặc biệt quan trọng là gì? Chuyển đổi xanh và kỹ thuật số trong xây dựng. Kỹ thuật số. Đó là nguyên nhân thay đổi. Mà chưa hết. Chưa hết. Các câu hỏi cho được đưa ra trong cuộc họp á, vai trò khách hàng công trong chuyển đổi kỹ thuật số và việc sử dụng BIM trong cuộc sống công và quản lý vòng đời. Quý vị nhớ thế này, đây là những cái chỉ xuất hiện sau khi cái bộ tiêu chuẩn quốc tế về BIM ra đời thôi. Quý vị nhớ một điều thứ nhất, trong một quốc gia thì chủ đầu tư lớn nhất bao là chính phủ. Nếu quý vị hiểu được điều đó, quý vị tại sao thấy gần đây, từ đó lắm lại đây, chúng ta cố gắng tạo ra các công an việc làm cho ngành xây dựng bằng các đường cao tốc đúng không? Rất nhiều trong lúc đó là bất động sản chết đứng, bất động sản chết đứng đúng không? Thì họ muốn cân bằng lại cái tỷ lệ kinh tế phát triển một cái quốc gia, thì chính phủ mình buộc là dù bây giờ bạn thấy không, thiếu cát đắp nền, thiếu đủ thứ hết trơn, nhưng mà cắn răng là Thành phố Hồ Chí Minh là vô phương rồi, bây giờ mình làm đường vành đai 3 đúng không, là tiền của chính phủ thì mới là khởi động lại được, bù đắp được cái sector 3 trong nền kinh tế khu vực 3 mới làm được. Thì họ thấy rằng lâu nay cái người mà chính phủ xài á là tài chính công, thì họ xài cách ngu dốt. Họ nói thẳng, trong hội thảo nói thẳng, bây giờ làm cho người tiêu dùng trở nên thông minh hơn là chính phủ. Đây, thì từ đây bạn thấy thế này, so với cái này ra, chúng ta thấy chúng ta giữ từ đầu đến cuối không thay đổi gì các cái nội dung này. Tôi chứng minh các vị thấy, tôi so sánh mục đích của BIM của châu Âu mà ngày tháng 3 nó vừa nói rồi đó, làm gì. Thứ nhất, mục đích của nó là cái gì, họ làm cái gì? Thì các vị thấy này, họ nói rõ này nha, nhiệm vụ và tầm nhìn. Nhiệm vụ là gì? Chú ý đọc cả. Hỗ trợ khách hàng công chịu trách nhiệm về môi trường xây dựng để triển khai thông tin trong thực tế. Đây là cái quan trọng nhất mà họ muốn nhắm đến. Chứ không phải rằng lát nữa mình sẽ coi Việt Nam mình. Tức là gì? Họ không phục vụ cho ngành xây dựng không? Họ phục vụ cho ai? Họ phục vụ cho tài chính công thôi. Làm sao mua cho thông minh? Như vậy họ sẽ làm cái việc gì? Một cái việc bạn phải thấy. Nhưng nhìn cái tòa là gì? Phải có thông minh đâu. Về tiết kiệm tài nguyên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ra quyết định trên cơ sở dữ liệu. Nhớ này, ra quyết định trên cơ sở dữ liệu. Không biết là bạn này có chồng chưa? Lấy mấy năm rồi? Hơn 10 năm. Cái lúc bạn lấy, bạn có dữ liệu của ông mà chồng bây giờ không? Càng nhiều chữ đừng càng chính xác đúng không? Còn bây giờ tụi mình làm sao? Cháy đại luôn, không cần có dữ liệu. Nhưng bây giờ chúng ta trong thời đại thông tin, chúng ta quyết định dựa trên dữ liệu, đúng không? Bây giờ quý vị thấy, quý vị đi xây cái nhà thôi, quý vị đóng vai quý vị là khách hàng nhé. Ông đó ông xây cái nhà 10 triệu, quý vị có làm liền không? No, đi hỏi thằng khác mấy triệu, hỏi thằng kia mấy triệu rồi quý vị mới quyết định, đúng không? Dựa trên gì? Mấy dữ liệu đó có đáng tin cậy không? Vấn đề là chỗ đấy.
Vấn đề là chỗ đấy. Bạn tìm thông tin về ông chồng bạn mà bạn hỏi cái bố mẹ thì thua rồi. Là thông tin nó không đáng tin cậy, còn nói thiên vị cho con họ. Bạn làm sao mà thông tin nó đáng tin cậy? Nhớ cái chuyện đó. Và từ đó họ đưa ra đóng góp chính sách vô Liên Âu. Liên Âu. Vậy bạn thấy họ không dính dáng gì đến ngành xây dựng của mình hết. Không dính dáng. Trong lúc đó Việt Nam mình thì gì? Cái mới nhất là 258. Đọc đi. Thì nói chuyện tụi mình với nhau không? Chuyện đó có đúng hay sai? Các bạn hãy phán xét đi. Có dính dáng được tràn không? Dính dáng với chính phủ không? Dính dáng với người ngoài ngành xây dựng không? Không hề. Không hề. Vậy thì rõ ràng chúng ta đã đi lệch hướng với thế giới đúng không? Về BIM đúng không? Và càng ngày không khéo chúng ta đi lạc hướng luôn. Nếu làm theo cách bây giờ. Có thấy không? Ai phản đối chuyện này không? Ghi lại đi, lát mình có phản biện. Vào lúc giải lao nhé. Vậy thưa quý vị thấy, ở đây chúng ta có cái nhận xét đầu tiên. Lên chúng ta đi lệch. Đi lệch về BIM của thế giới. Bây giờ cái thứ hai. Cái căn cứ khoa học để BIM phát triển mà tụi chỗ phát triển là cái gì? Thì tôi nói cái chuyện này trước. Ngay căn cứ khoa học nó ghê. Thật ra nó không có cái gì mà ghê cả. Thì quý vị thấy này. Hiện giờ mình đang bước qua một thời đại mà ta gọi là gì? CPSS. Nghĩa là gì? Quý vị nghe lần đầu đúng không? Quý vị không tin, lấy iPhone ra đây, lấy smartphone ra, bấm vào chữ này quý vị để thấy cái giá trị của nó. Tôi tích ra cho quý vị thấy thôi. Là các hệ thống không gian mạng vật lý xã hội mà bây giờ gọi là thực số. Cuộc đời bây giờ là về thực số. Thực số là gì? Tôi từ từ tôi giải thích quý vị hiểu. Là gì? Cái này nó khu vực 2006 nha. Và ngược cái bà Halligill này là Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đề ra ngày 10 năm sau. Cái ý kiến này mới được người ta công nhận là quá đúng. Người ta bắt đầu ta theo. Đây là một cá nhân nha. Lý thuyết là thế này. Tích hợp mạnh mẽ của các yếu tố mạng. Thì tích hợp ở đây tôi sẽ theo đúng cho nó đúng cái mà các bạn hiểu thôi. The integrated, mà chỉ integrated là tích hợp. Nếu đúng nghĩa là nó không đúng. Lát tôi sẽ giải thích trong những slide sau. Các yếu tố của mạng bao gồm tính toán, truyền thông và các thành phần vật lý. Nhằm mục đích gì? Đây. Không chỉ sử dụng tính toán giao tiếp để nhúng vào tương tác với các quy trình vật lý nha. Mà có sức mạnh biến đổi, nâng cao làm mới các khả năng về thông vật lý. Ồ, thầy Thiện nói kiểu này bố ai hiểu được. Tôi đọc tôi còn không hiểu mà. Cho nên tôi không ngạc nhiên gì khi có những người làm BIM không đọc này không hiểu. Tôi cũng thế mà. Nhưng tôi có một cái lì đọt, cái kiên nhẫn. Tôi coi thử nó là cái gì. Tôi cố gắng lấy cái ví dụ gần gũi nhất để quý vị hiểu. Quý vị hãy coi đây. Hiện giờ ai cũng biết mình có bản đồ này đúng không? Bản đồ đúng không? Tìm đường đúng không? Ai biết cái này có cả đúng không? Thì cái này nó gọi là thực. Nó gọi là thực. Nhưng bạn thấy nó đưa thành Google Maps không? Cái bản đồ digital không? Cái này nó gọi là số. Là số. Bây giờ cuộc đời cứ ai ở trong cái chế độ, trong cái thời đại này luôn phải nhớ phải có thực và số. Thực và số. Bạn làm sai là bạn chết. Không chết thì cũng bị thương. Không bị thương bị thiệt hại. Bạn thấy như vậy. Hình tốt nghiệp đại học chưa? Chưa. Ai tốt nghiệp đại học rồi? Rất nhiều đúng không? Nhiều đúng không? Hỏi thì hỏi hơi lắm. Đúng không? Thật sự cũng phải láo. Mà tôi chứng minh cho bạn thấy đây nè. Các bạn đang vi phạm nguyên tắc sống của thời đại. Bây giờ. À thế gì? Nghĩa bằng tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Cái bằng có bằng đại học không? Để đâu rồi? Để nhà đúng không? Thì đó là bạn mới có thực thôi. Bằng chỉ có số. Bạn phải biết scan nó ra, biết một cái bạn bỏ trong cái cloud á. Để lúc cần mà lấy cái bằng vứt liền có liền đúng không? Vậy thì đến đây tôi khuyên các bạn, ai chưa làm được điều đó thì làm ngay đi. Tối đều về làm ngay. Cứ gì mới có thực có số. Ngoài trừ một chuyện thôi.
vợ. Chỉ có thực mua số được. Nhưng mà đó là chuyện ngày hôm nay, mai mốt chưa biết. Vậy thì bạn thấy, đó là tôi nói thực và số nha. Bây giờ tôi nói về cái chuyện gì là khả năng của nó phát triển cái gì, mới của vật lý là gì. Nếu không có cái này, không bao giờ có Tesla được. Tại lấy cái gì nó lái từ đâu? Đúng không? Đúng không? Không có, nó không có lấy Tesla được. Không có VinFast, VinFast gì hết. Không có. Vậy bạn thấy nó đằng cái số, nó làm cho cái vật lý là chiếc xe nó cả tăng khả năng không? Đúng không? Câu hỏi đặt ra là ngành xây dựng có làm được không? Tức là những tòa nhà này nè, những con đường này, cao tốc này, có làm được điều xưa đang làm không? Đúng không? Câu hỏi đặt ra là chỗ đấy. Cái ngành xây dựng vốn là ngành lạc hậu nhất của nhân loại. Bạn thấy bây giờ sơ ráp bằng một robot đúng không? Việt Nam mà cần cục gạch, tô, cát bằng tay. Bao nhiêu năm rồi? Bây giờ ta đặt câu hỏi cho ngành mình thế này. Vậy ngành xây dựng có làm được như cái sơ hơi không? Ngành xây dựng sơ hơi không? Có làm được không? Cái nhà có làm được chuyện đó không? Có tăng khả năng vật lý của mình được không? Đó là câu hỏi đặt ra cho ngành xây dựng. Để hiểu cái này có làm được không? Tôi cũng không biết luôn. Nhưng quý vị nên có những khái niệm này cho rõ. Lý do mà chủ đầu tư nên áp dụng nguyên. Bây giờ quý vị thấy không? Cứ nói chủ đầu tư đủ thứ chuyện. Nó không biết làm, nó không chịu làm, nó tốn tiền. Đúng. Quý vị coi nha. Có phải một dự án từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc nó có hai giai đoạn chính không? Một giai đoạn là của ngành xây dựng và một giai đoạn là của cuộc đời không? Là vận hành không? Đúng không? Mà giai đoạn vận hành bao giờ gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí 30 lần cái thời gian thiết kế cả. Thời gian mà chúng ta thi công này. Vậy thì ngành xây dựng đứng trong nền kinh tế thị trường gặp thị trường chỗ nào? Thì đây. Thì cái chỗ tụi mình làm gọi là dự án mà đưa ra rồi gọi là công trình. Thì gặp nhau là chỗ này. Lúc chúng ta bán sản phẩm cho thị trường. Mà cụ thể đây là cái bất động sản. Đúng không ạ? Cái việc này nè là trách nhiệm của anh em kỹ sư kiến trúc. Đây, trách nhiệm tụi mình. Có biết là chủ đầu tư họ là bên mua, họ là mình bên bán. Đúng không? Quý vị có phân biệt được chỗ này chưa? Ok chưa? Đứng là kinh tế thị trường nha. Bên mua bên bán. Chính phủ là người mua sản phẩm của mình. Đúng không? Đây. Để nói cái chuyện này, tôi nói chuyện thứ hai. Mua điện thoại gần gũi nhất. Đây, có ai không xài điện thoại smartphone không? Đưa tay tôi coi. Đưa tay tôi coi. Có ai không? Không hề, ra ngoài đường hoặc cũng không có luôn. Đúng không? Tại sao phải là smartphone vậy? Tại sao? Tại sao? Đây. Nếu bây giờ có người hai lựa chọn. Mua một cái cell phone, mobile phone thôi. Mà mua một cái smartphone. Quý vị mua cái nào? Thì bạn thấy này. Giải thích tại sao tôi phải mua smartphone. Giải thích đi. Nào, mời tổng thư ký. Giải thích đi. Có lẽ là bây giờ smartphone là một thiết bị không thể thiếu được ạ. Trong công việc cũng như là trong cuộc sống của những là giới trẻ, mà em nghĩ là đối với tất cả những người nào mà có thể sử dụng được smartphone thì có lẽ là đấy là một cái thiết bị không thể thiếu được. Bây giờ không sử dụng được phải mua smartphone mới đau. Cái đó mới đau à. Đúng không? Không biết sử dụng phải mua. Là ai biết không? Mấy bác chạy Grab đúng không? Không biết đâu. Vẫn phải mua. Không mua là đứng ngoài đường chơi. Đúng chưa? Thứ hai, nếu là smartphone bị mất này, sợ nhất là cái gì? Nếu bị mất, sợ mất cái gì? Thông tin đúng không? Tức là bao nhiêu cái bí mật đời tư của mình đi luôn. Đúng không? Cái đó mới ghê, đúng rồi, ghê. Con cha này ghê lắm. Có nhiều bí mật ghê. Đúng không? Mất cái thông tin trong đó mới sợ. Mất điện thoại mua dễ. Mượn tiền, mượn bạc các bạn mua được. Đúng không?
Nhưng bây giờ bạn đang xài smartphone có một cái khốn nạn nhất là cái gì các bạn biết không? Smartphone giờ khốn nạn nhất của smartphone là gì các bạn biết không? Chính là cái danh bạ điện thoại. Vì bạn không biết tổ chức cái thông tin danh bạ đó, vì để tìm muốn chết luôn. Đúng không? Ai cũng vậy đúng không? Vậy từ đầu chúng ta không được học tổ chức cái danh bạ đó đúng không? Đúng không? Mà bây giờ ít người ngồi mà can đảm mà ngồi vô trong iCloud, Blackcom mà ngồi mà tổ chức lại không hay dám. Đó là biết đó nha. Cái khốn nạn nhất là gì? Không biết thông tin đó thế nào mà truy nhập lại. Nhưng những cái đó tầm thường. Những đó tầm thường đó các bạn. Bạn nghe đại diện là những tầm thường. Cho bằng cái tôi sẽ nói ở đây. Chính là kết nối mạng. Không kết nối mạng là vô phương đúng không? Smartphone thì bạn biết gì? Đúng không? Đúng chưa? Về cái kết nối mạng, kết nối mạng thì 3G, 4G, 5G, 6G đúng và tốc độ của kết nối mạng đúng không? Đây. Bây giờ tôi trở lại ngành của mình. Thì cái ngành trong cái này nè, nó gọi cái sản phẩm này là sản phẩm thực số. Nó nằm trong một cục thôi. Trong đó vừa thực, vừa số nằm trong này. Tại nó nhỏ. Đúng không? Nhưng của Việt Nam mình, qua công trình của mình. Vậy thì nếu bây giờ ai đứng bên điện thoại mua cái nhà, thì họ mua cái sản phẩm thực số hay là mua sản phẩm thực thôi. Tức là mua cái xác nhà này thôi. Hay là mua một cái thông tin về cái nhà đó. Họ mua cái gì? Họ muốn mua cái gì? Họ mua cái thực số chứ họ mua cái thực không? Lâu nay chúng ta là cái thực thôi, chúng ta là cái số. Bây giờ phải là cái thực số mới đáp ứng được nhu cầu thị trường đúng không? Và cái đó không phải vì khách hàng yêu cầu, mà của xã hội yêu cầu, mà cụ thể là chuyển đổi số yêu cầu. Và ở đây này, ta cần mua những cái đường này không? Cần mua những cái nhà này không? Đó là sản phẩm thực, đúng không? Và cái quan trọng nhất là gì? Họ phải mua một cái sản phẩm thực số để nó có khả năng biến thành tài sản thực số. Cái quan trọng bây giờ là tài sản thực số chứ không là tài sản thực. Đúng không? Bạn tin cái điện thoại giống nhau. Rất giống nhau đúng không? Rất giống nhau, không khác gì hết. Một nguyên lý của thời đại thôi. Nhưng tôi nói hồi nãy, ở đây nó kết nối mạng thì đây cũng vậy. Chính là 7D. Mức độ kết nối của công trình đối với vị trí mà nó đang tồn tại. Nếu nó không nối được, không khác gì cái điện thoại mất mạng cả. Không khác gì cả các bạn. Và làm sao nâng cao làm mới khả năng của tài sản thực số, của tài sản thực như CPSS yêu cầu. Đấy, thì các bạn thấy không có sản phẩm thực số cho thị trường thì không bao giờ đáp ứng được nhu cầu tài sản thực số với khách hàng. Khách hàng cần cái này nè, tài sản thực số nè, mà chúng ta sản phẩm ra một cái sản phẩm mà không biến thành này được, không ai mua cả. Tuy nhiên bây giờ thì nó khác một tí, ở giai đoạn này thì nó khác một tí. Nhưng đến lúc phải như vậy đúng không? Tài sản thực là cái xác nhà anh bán lâu nay là mấy chục triệu mét vuông đó. Có cái số rồi. Số là cái gì? Thì từ từ tôi sẽ nói. Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta phải cần trong một cái lý luận khoa học của nhân loại đến bây giờ. Vậy thì bây giờ cái ranh giới giữa đêm xưa và đêm nay là thế nào? Thì từ khi có cái bộ tiêu chuẩn ra đời này, bộ tiêu chuẩn ra đời này, thì mọi người tưởng rằng nó dùng để làm pin. Không phải. Đó tôi sẽ chứng minh. Cái đầu đề ở đó thôi. Nó là tố cáo tất cả mọi chuyện nãy giờ tôi nói. Là gì? Thì cái câu đầu đề của đó, cái title của đó trong cái bộ tiêu chuẩn này là gì? Tổ chức và số hóa thông tin về tòa nhà và công trình kỹ thuật xây dựng bao gồm mô hình hóa thông tin là BIM á, là các bạn đang làm đó. Gạch ngang nha. Quản lý thông tin sử dụng nguồn thông tin này, tức làm BIM để quản lý thông tin. Y như cái điện thoại tôi nói về cái danh bạ đó. Mà không quản lý được, không khai thác được. Thì cái phần các bạn đang làm đấy này, tôi gọi là BIM xưa. Nè, phần này này. Đó. Thì cái này tôi gọi là BIM xưa. Còn bây giờ bạn làm BIM nhưng mà phải quản lý được thông tin cơ. Thì người ta gọi là BIM này. Nha. Là BIM này. Đúng không? Đến đây tôi muốn ngừng một tí. Các bạn có thắc mắc vì chuyện này không?
cái điện thoại, một cái khốn nạn chúng ta là không quản lý được cái thông tin trong cái bàn điện thoại đúng không? Nên chúng ta tìm rất lâu không? Thì nếu các bạn lấy bây giờ mà không biết cách quản lý thông tin á, thì bạn lấy thông tin mà ứng dụng cho cái chuyện mà quyết định á, mất bao nhiêu lâu? Tìm bao nhiêu lâu? Mà có thậm chí tìm không ra. Đúng không? Các bạn chỉ có tìm ra là cái gì? Mặt bằng niêu niêu và bằng rất niêu. Đúng không? Đúng không? Đó là cách chúng ta đang quản lý bây giờ. À sao? Bạn chúng tôi thôi mà xưa ai dạy đâu mà biết quản lý. Vậy quý vị nhớ, phân biệt của tôi rõ ràng, bim siêu bị hôm nay và cái mà chỉ sau người là cái xảy ra để phân biệt bim siêu hôm nay. Thì ngày các bạn đang làm á, chỉ là sản phẩm thực thôi. Là sản phẩm thực thôi. Các bạn dùng Revit, dùng bim đủ thứ chuyện để làm ra hồ sơ thiết kế thôi. Đúng rồi. Thì đó là bằng gì? Để làm thi công đúng không? Ông thi công là dùng để phát hiện va chạm, rồi này nọ đúng không? Ổn khối lượng đúng không? Như ông này đang làm nè. Đó là sản phẩm thực. Cuối cùng khi bạn giao rồi, cái hồ sơ làm cái gì? Có giá trị hay không? Chắc chắn là còn zero. Chắc chắn là còn zero. Mà lúc đó cũng như biển đảo vậy nha. Bạn không thể tổ chức được, thông tin quá nhiều đấy. Không biết tổ chức thiết kiệu nào cả. Đúng không? Không biết tổ chức thiết kiệu nào cả. Thì cái ca là hôm nay ấy, là bạn làm ra sản phẩm số. Chứ không phải là sản phẩm thực. Sản phẩm thực số nha. Tức là điện thoại di động của bạn á. Bạn có thấy bây giờ bạn nào giải thích cho tôi được. Tại trong cái danh mạng điện thoại nó có cho mình chụp cái chung. Ví dụ tôi muốn nhớ điện thoại ông này. Cái điện thoại muốn nhớ ông này thì chụp cái ông đúng không? Tại sao vậy? Không hẳn thích được không? Quý giải thích được không? Tại sao chụp cái hình vậy? Để tôi quản lý. Tức là cái sản phẩm nó có sẵn những tính năng cho mình quản lý, mình không biết. Mình không biết mà thôi. Anh được thì tôi còn cần nhớ chụp hình. Đúng không? Tên anh đặc biệt. Anh vị trí đặc biệt. Anh có tài năng đặc biệt. Tôi không chụp hình dùng nhớ. Nghe được là nhớ thấy mẹ rồi. Đúng không? Nhưng các bạn thấy cuộc đời nó phải ai cũng vậy đâu. Vậy thì cái sản phẩm của bạn thực này nè. Và cụ thể hồ sơ thi công á. Bạn đã chuẩn bị để người ta quản lý chưa? Thông tin chưa? Chuẩn bị chưa? Nào người nào ra biết đấy. Và chính từng chuyện cái đó thì quốc tế thấy được, nó bắt đầu giúp mình ngành công nghiệp xây dựng bắt đầu thay đổi đi. Và nếu bạn học được cái này một cách nhuần nhuyễn thì những câu hỏi rất là vô duyên mà lâu nay chúng ta hay đặt ra với nhau khi dùng Revit, mình vẽ bức tường từ thấp đến cao, thế là vẽ theo từng tầng đúng không? Vẽ cái tường có ba lớp, vẽ ba lần, vẽ một lần, những câu hỏi rất vô duyên. Nếu chúng ta hiểu cái này, chúng ta chả có gì phải hỏi câu đó. Có phải câu hỏi đó là các bạn dạng Revit đang xài đúng không? Nó hỏi đúng không? Đang tranh luận đúng không? Không ai thua ai hết đúng không? Đúng không? Ok. Vậy tôi nói lại này. Sử dụng của một làm BIM như Revit chẳng hạn. Nó bạn chỉ dùng nó để ra hồ sơ. Không khác gì một cái laptop về để thay cái bốn linh cả. Không khác gì hết trơn cái trọi. Nha. May cái là gì? Ở Việt Nam xài đồ lậu, xài đồ illegal nó quen. Thế bên kia một lần là $3,001 một năm. Bà có dám xài như bây giờ? Có dám không? Thứ hai, bên này mình quẩn hơn. Bên kia tụi nó làm, muốn chết sống về nó nghỉ ngơi, nó lo gia đình, thì ở đó nó ngồi nó học với các bạn. Đấy, các bạn nghĩ đấy. Các bạn nghĩ đấy. Vậy thì các bạn thấy này, tôi nhắc lại. Tôi mong đến đấy phút này, tôi đã hết sức. Tôi giải thích các bạn thế nào là BIM siêu bị BIM này rồi. Nè. Các bạn thường nói là tôi vì khách hàng đúng không? Bà khách hàng có 5 năm rồi. Khách hàng nó còn cái tài sản mấy chục năm rồi. Có quan tâm không? Có quan tâm không? Đây. Tức là vấn đề lớn hơn là chuyển đổi số quốc gia. Thì ở Việt Nam mình á, mỗi nước tôi không biết. Nếu Việt Nam mình là quyết định chọn ba cái trụ cột. Thứ nhất là chính quyền số. Thứ hai là xã hội số. Thứ ba là kinh tế số. Ba cái trụ cột đây là. Nè. Thì bạn thấy rõ ràng này. À. Đây. Thì bạn cứ giùm tôi nè. Cái vấn đề này nè. Tôi đưa ra rất nhiều người
khó chịu. Tất cả đây tôi đã nói là có bằng đại học hết rồi đúng không? Ai cũng học xong môn triết đúng không? Thì môn triết ta nói làm sao? Một công cụ lao động mới bao giờ yêu cầu có một phương thức sản xuất mới phù hợp với nó và phương thức quản lý phù hợp với nó để tạo ra sản phẩm mới đúng không? Từ ngày có máy tính bây giờ, kiến trúc sư chúng ta đã có phương thức quản lý chưa? Có chưa? Có phương pháp sản xuất với công cụ máy tính chưa? Có chưa? Chưa hề. Ngày xưa cầm viết chì, bây giờ cầm chuột. Ngày xưa cầm cái tê cái ke, bây giờ bấm F8, octo. Đúng không? Ngày xưa vẽ một nét, thì bây giờ tốt lắm là vẽ được 2-3 nét. Có thể. Thay vì hồi xưa vẽ lo râu, bây giờ vẽ trim cho nó cắt ngang nhau. Có cái phương thức sản xuất nào mới để hùa vào máy tính không? Bạn nào nói tôi nghe là. Không vui vẻ gì khi nhắc lại những cái mình đang bị kẹt ra. Nhưng không nhắc lại thì chúng ta không bao giờ ta tiến lên được. Bạn ra ngoài Hà Nội, phía Bắc ấy. Tôi mở đó ngày hôm qua. Tôi tới tôi làm việc với các đơn vị. Nó vẽ két như nó múa. Cái bàn phím nó như nó múa. Nó vẽ rất nhanh. Ha. Nhưng mà đưa ra tôi kể là bị sai. Là không có phương pháp. Không có phương pháp. Mà không chỉ phương pháp sản xuất đâu. Mà còn nhiều phương pháp dùng pháp làm việc. Vậy thì bạn thấy này. Cái mà chỉ sau 50 là gì? Đây. Thì bạn thấy ở công lao động mới này. Chính là xạo của ngành nghề thông tin. Tôi mới nói cái máy tính thôi nha. Tôi chưa nói đến cái mạng nha. Tôi chưa nói đến software nha. Mà tây cho tổng thể là cái sản phẩm đấy nè. Vậy thì cái 1960 nó làm việc gì? Sản phẩm thực số. Nói chúng ta là gì? Vừa phương thức sản xuất mới, phương thức quản lý mới. Để ra cái gì? Đây, sản phẩm mới. Công trình vật lý thuộc hệ giá trị digital. Sản phẩm thực số. Chứ không phải là sản phẩm thực nữa. Đây. Vậy thì Việt Nam phải áp dụng BIM. Vì đây là trách nhiệm của ngành xây dựng đối với cuộc chuyển đổi số của quốc gia. Chứ không phải vì thích làm BIM là mình làm BIM. Không phải anh được kêu thiện làm BIM cho anh là tại vì anh nghe là BIM phá. Mà đây là yêu cầu và trách nhiệm của ngành xây dựng phải làm BIM. Vì chuyển đổi số quốc gia. Bây giờ tôi mới nói chuyện hiện đang sử dụng BIM ở Việt Nam. Mà là BIM xưa đấy. Thứ nhất, tôi chia ra hai loại. Thứ nhất là các đối tượng ngoài ngành xây dựng như tôi liệt kê phía sau đó. Quản lý nhà nước ngoài ngành xây dựng, chúng tôi ngoài ngành xây dựng hết. Cái thứ hai, trong ngành xây dựng là các kiến trúc sư, kỹ sư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, quản lý tài sản, quản lý vận hành. Đó là trong ngành xây dựng. Thì đây nè, hiện giờ là thế giới được. Không ai thấy được vai trò trách nhiệm lợi ích của BIM mang lại cho mình cả. Chủ đầu tư nào thấy không? Chủ đầu tư nào có thấy được lợi ích không? Đây có ai làm đại diện chủ đầu tư không? Bạn thấy có lợi ích gì cho bạn không? Chủ đầu tư không? Bạn trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Bạn có thấy lợi ích gì cho chủ đầu tư không? Ví dụ, nâng cấp sản phẩm, tức là chất lượng tốt hơn đúng không? Ủa, vậy lâu nay cần xây dựng các ông đưa từ tôi sản phẩm kém chất lượng hả? Hả? Được lâu nay giao được hàng cho em là toàn đồ kém chất lượng, biết dùng BIM nó nâng chất lượng hả? Đúng hay sai? Ví dụ cái gì? Ok. Bạn đưa thông tin một thôi để ứng dụng trong vận hành tôi nghe coi. Được rồi. Trong vận hành ấy, bạn đưa tôi được một thông tin mà lâu nay bạn yêu cầu các đơn vị thiết kế thi công cho bạn để bạn vận hành đây, bạn đưa ra đi. Thì em đi thôi. Đúng không? Thì em đi thôi. Em đi thôi hết vậy. Bạn có biết cái cửa cái bạn có quản lý được không? Tại nó là tài sản. Là bạn có cái cách nào để bạn biết nó là cần cái gì để đầy đủ không? Không hề. Không hề. Đúng không? Không hề. Người chủ đầu tư không biết. Bây giờ đến ai là quản lý nhà nước? Không hề thấy vai trò của mình luôn. Đúng không? Nếu nhà nước là bây giờ là ngơ ngác. Không biết trong cái BIM tôi đóng vai trò gì. Đúng không? Mà chỉ thấy một điều là gì? Tốn kém. Tốn kém. Tốn kém. Bây giờ tôi quay trình đường BIM và nói bằng này nữa. Nếu tôi làm AutoCAD, tôi quản lý có được không? Tôi quản lý có được không?
cái điều chúng ta thấy tuổi quốc tế thấy hết, đúng không? Nhưng nó vẫn đặt lại vấn đề cho mình là như vậy đó. Mình phải hiểu cái điều đấy và không từ ai hết đây. Thứ ba, rắc rối về thủ tục pháp lý tiến hành dự án. Rắc, tôi sẽ giới thiệu. Giới thiệu cái này tôi nói là tại sao rắc rối và tại sao tôi nói cái định 2 năm 8 là bất khả thi. Nếu tiếp tục mất 5 năm nữa, như cách đây 7 năm tôi nói về cái chuyện 2000, cái nghị định 2500. Nếu không sửa đổi mà làm có 2 trường hợp thôi. Làm xạo. Cái thứ hai, làm liều. Còn làm đứng đắn, không thể làm được. Bây giờ, cái bên mà này là họ gặp cái gì? Chủ đầu tư thay đổi ý kiến hoài à. Đúng không? Các bạn biết cái đó đúng không? Thì bạn biết chữ Revit có nghĩa là gì không? Chữ Revit có nghĩa là gì có biết không? Biết không? Revising. Phần mềm này nó khuyến khích bạn cứ thay đổi. Đúng không? Vậy rõ ràng nó quá hiểu mình chứ còn gì nữa. Revising. Bạn hay ghi trong bản vẽ là REV có nghĩa là thay đổi đúng không? Revising. Thay đổi đi. Ta chữ Revit. Nhưng có cách nào để đánh cái này không? Thứ hai, nhiều lỗi không phát hiện được. Đúng không? Thứ ba, chất lượng sản phẩm không như mong muốn. Mỗi lần mà bên A nó đồng ý rồi là tối đó phải đi nhậu. Cả trời đất vậy con không qua. Chứ không hề tin tưởng là mình gửi người ta đi. Và càng ngày các bạn sinh ra một cái tật là gì? Và được rất lớn đến lương tâm nghề nghiệp. Các bạn vẽ các bạn không cần kiểm, gửi cho thượng kế nó nói đọc sai đâu sửa đó thôi. Và một người đánh giá, từ tôi hỏi bây giờ đánh giá một MI nào, một kỹ sư MI nào là giỏi đâu, là bạn này trả lời sao? Là ông đó qua thẩm kế ít nhất. Đó là MI bây giờ. Tức là chúng ta đưa ra một sản phẩm mà chúng ta không đảm bảo là chất lượng của nó. Các bạn thấy trong cuộc đời này, cái gì trường này có dám làm gì đó không? Có ai dám làm gì đó cái sản phẩm không? Thứ ba, khi sản xuất trễ hèn là chuyện bình thường. Thứ hai, tiêu hao quá nhiều tài nguyên cho sản xuất. Tôi nói các bạn thiết kế ở Việt Nam nó sướng đó. Thì ông giám đốc á, là không kịp bắt tụi nhỏ tối nay lại làm thậm chí cả đêm sáng mai ở nước ngoài ở bên Mỹ chẳng hạn, trả cái tiền tăng ca là mạt máu luôn. Đừng nói chuyện lời. Thứ ba, không đồng bộ giữa các bộ môn. Không đồng bộ là không đồ gì có biết không? Các bạn đừng có nghĩ là để vô mà gì còn đi nay rồi phát hiện phát chạm, phải cái chuyện đó vớ vẩn. Nếu mà là mấy cái đó chuyện là vớ vẩn, không đồng bộ cái gì? Nó đơn nhất là cái đường Cát Linh Hà Nội đúng không? Đúng không? Cát Linh Hà Đông đúng không? Đầu tiên nó ra có 80 tỷ ăn hàng. Càng ngày đến cuối cùng là gấp 10 lần lên đúng không? Không đồng bộ về tài chính. Mà không bao giờ bạn quan tâm nhiều gì. Ông này anh bỏ tiền mua xây nhà hết bao nhiêu? Rồi tôi có đáp ứng được hay không? Đó là cái quan trọng nhất. Có phải không? Và những người không làm được chuyện đó thì cho rằng đó là chuyện bên đêm, là chuyện bên Tây Việt Nam mình không quan tâm, đúng không? Cũng như bài học Revit á, có những cái công cụ trong đó, có những cái parameter trong đó, cái người dạy không biết thì buông câu là gì? Cái này bên Mỹ nó mới xài, mình không xài đâu em. Các em mà chắc đừng thắc mắc, có đúng không? Có đúng không? Vậy thì bắt đầu trước trường hợp các bạn đổi xài Revit và các bạn bị cái bọn thương mại, mà cụ thể ở đây là hãng Autodesk, nó hiếp dâm thị thính giác của các bạn. Nó nói rằng Revit là BIM, hiếp dâm thính giác, nói riết hồi là nghe thương. Anh Nhật là anh người rất là xấu trai, mà anh suốt ngày nói anh đẹp trai thiệt ơi, anh đẹp, riết hồi tôi đẹp trai thiệt, hiếp dâm thính giác. Anh thầy nói được không? Được. Bạn không biết rằng Revit chỉ là một tí xíu của BIM, một tí xíu của BIM, nó chả nghĩa lý gì. Tại trong tiếng Anh cũng nói bằng làm bằng Revit, bằng SketchUp nó không nói, bằng AutoCAD cũng được, cũng được, làm bằng Su cũng được, làm bằng Max cũng xong,
không sao cả, miễn sao trả lời được ra thôi. Vậy ra viết chỉ là một công cụ để đạt được mục đích mà bim nhắm đến mà thôi nha. Nó không phải là bim, là công cụ, bim tool. Thầy Thông á, theo tôi 15 năm trời, đến giờ này chỉ dám nói là expert về bim tool, chứ nó là bim. 15 năm trời. Và nếu bạn ta dừng lúc cái hồi trở lần trước là thầy Thông kể những nỗi khổ của thầy theo tôi, không phải tôi đánh đập vậy đâu, không có, thương lắm, nhưng mà bỏ hết tất cả để lên đại học. Mà đến giờ 15 năm rồi vẫn chưa dám nói là bim expert nha, chỉ là bim tool expert. Vậy qua cái câu hỏi thứ hai mà hồi lúc này để ra cho tôi, cái phần thứ hai á, hồi nãy tôi trả lời rồi đúng không? Bây giờ nó là những khó khăn để phát triển BIM tại Việt Nam, nên tập trung vào nội dung này. Thì tôi nói đây với cái tinh thần là anh em đồng nghiệp, tại vì tôi với Trung rất là thân. Không biết câu này có bên Trung ra hay không tôi không biết, thì đây là cơ hội lúc xưa tôi nhận từ hồi lúc xưa thôi. Đây là cái lỗi rất lớn của người Việt Nam mình đây này. Chỉ đọc một câu hỏi. Bây giờ tôi hỏi các bạn nha, những khó khăn này phát triển BIM tại Việt Nam, tôi nói cái này ra để làm cái gì, nói nghe nè. Tôi nói ra để làm cái gì, kể khó ra để làm cái gì, đúng không? Chả giải quyết được cái vấn đề gì cả. Cho nên tôi mới thay đổi này. Tôi nói các bạn nghe những điều nên làm, còn quên chuyện này đi. Đừng bao giờ vào BIM mà hỏi thầy định nghĩa BIM là cái gì. Đối tôi không quan trọng những đó. BIM nó giúp được gì cho tôi? Why I use BIM? So what is BIM? Không quan trọng. Tôi không cần biết ông này là ông nào hết. Đúng không? Em làm quen thầy nha. Ok. Làm gì với mày? Nhậu hả? Ok. Em mượn tiền? No. Không có lợi gì cho tôi là no ngay. Ngoài được bằng thân. Đúng. Vậy các bạn tới này. Trời ơi, làm cái gì? Đã làm cái gì cả? Tại sao Revit nó mắc thế? Tại sao Revit nó render không đẹp bằng mấy phần mềm khác? Để làm cái gì? Có giải quyết được gì dựng biến của mình đất cần đến không? Cái thứ hai, đến đây thì tôi nên giải thích BIM xưa hôm nay tôi nói chuyện với các bạn. Tôi nên giải thích BIM xưa hôm nay. Đúng không? BIM xưa là cái tôi không còn muốn nhớ nữa. Tôi giải thích làm cái gì? Tôi nói chuyện mới cho bạn nghe thôi. Rồi tôi chỉ cái đường đi theo đó tốt hơn. Lời cho các bạn hơn. Và có nên thay thế khó khăn của BIM xưa bằng phương pháp làm BIM này hay không? Đó là tôi thay đổi khi đặt hỏi, tôi thay đổi lại cái nội dung mà của Hội Kiến sư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu. Bạn thấy thay đổi có hợp lý không? Có hợp lý không? Nếu bạn muốn có hai, để nhìn thì có hai option. Thứ nhất là tôi nói khó khăn. Thứ hai, tôi nói những cái phương pháp làm BIM. Bạn chọn cái nào, tôi nói cái đó. Chứ không phải vì khó khăn mà tôi không dám nói đâu. Tôi không biết để tôi nói đâu. Bạn chọn cái nào đi. Từ nay nhớ nha. Nếu chọn cái này phải thầm nói biết trong bụng rằng từ này về sau trước một vấn đề mới, đừng bao giờ hỏi what cả. Tôi luôn phải why. Đồng ý không? Tôi đi theo cái câu hỏi này nha. Ok.